Chia tay đi. Chia tay. Tôi thấy là từ giờ chia tay, hai đứa mình không còn chung quan điểm với nhau nữa, thì mình chia tay đi, đường ai nấy bước. Đường ai nấy bước đồ. Mà sao động nói gì đi? Sao động nói không ra không hợp đi? Sao động không nói không chung quan điểm đi hả? Được rồi, cái đa cái cuối cùng á, cái đầu cái giờ không chung quan điểm. Thì lúc đầu tôi có tưởng là hợp, nhưng mà dần dần về sau thì hai đứa mình không còn chung quan điểm với nhau nữa, thì tôi cảm thấy không hợp thì chia tay. Đơn giản mà. Nhưng mà bây giờ nói con nghe nè, tôi cũng đã có người mới rồi. Má nói vậy hả? Ba tiên nói chị đi, bây giờ nó nói nó không hợp là sao? Anh nói chị mắc cười quá trời vậy hả? Ba đầu tiên thì yêu thương ngọt ngào đúng không? Đúng đúng đúng. Ba đầu tiên thì yêu thương ngọt ngào, cuối cùng đã bây giờ á, được đã vô cuối cùng á, nói chung dụ dỗ cho đã vô cuối cùng giờ nó không hợp. Bỏ bằng bên. Ừ. Không đúng vậy là không đúng. Thì không hợp thì tôi nói không hợp thôi. Không, bây giờ tôi quyết định rồi. Chia tay. Không. Anh đàn ông là anh sai nha, tôi là phục vụ quán này, nhưng mà tôi đứng ra cái chuyện phải quấy thì tôi giúp cho chị này. Anh đàn ông mà anh la chia tay, anh ruồng bỏ con người ta vậy. Đây nè, mới đầu tiên á, cua thì cũng ngọt ngào lắm ha. Nào là anh không thể sống thiếu em được ha. Nào là em phải ở bên anh cả đời. Cuối cùng ha, bây giờ nó không hợp, không còn quan điểm mà sắp đầu nói gì đi. Hả? Sao lúc đầu anh không nói gì đi? Sao lúc đầu nói gì đi? Anh làm vậy là anh làm tổn thương con gái người ta. Anh trai, chỗ hai đứa em đang giải quyết. Lấy em đi nước đi. Lấy đi nước đi. Ô, uống gì chị? Rồi vô giùm em cái. Có rồi. Ở này uống gì? Uống gì anh? Giống gì luôn đi. À, ok. Anh giải thích đi. Bây giờ tôi nói bao nhiêu lần cô mới hiểu hả? Tôi nói là tôi không cùng quan điểm nữa thì mình chia tay, ly dị. Rồi. Không còn chung. Rồi. Tôi biết lý do tại sao rồi. Vậy là có người mới chứ gì? Thì từ đầu tôi đã nói với cô rồi. Tôi đã có người mới rồi. Xinh hơn cô, đẹp hơn cô gấp ngàn lần. Biết chuyện hơn cô nữa. Được. Ok. Bây giờ anh muốn làm gì thì anh làm ha. Tôi không nói nữa. Anh muốn chia tay đúng không? Đúng. Ok. Xin lỗi ông nha. Con liễu này á, không phải là cái hạng mà dư thừa, không phải đầu thúi đầu hôi, mà chia tay anh xong rồi không có người khác. Ok, biến đi cưng. Không, nhưng mà anh không có được chia tay. Anh làm vậy là anh sai. Mình đàn ông á là mình phải có trách nhiệm, anh hiểu không? Mình đã quen con người ta rồi là sao? Mình lăn quá trời đi. Thì chỗ khác nói chuyện đi. Bây giờ anh có trách nhiệm không? Trách nhiệm đi vô kìa. Khách người ta kêu trong đó kìa. Trách nhiệm đi vô trong đó bưng nước em nội. Nhớ trả tiền nước em nha, chứ đừng có gây lộn mà bỏ đi luôn nha. Tội nghiệp em bán buôn không được nhiêu hết á. Chứ phục vụ người tà lanh thế ghê. Bây giờ tôi quyết định rồi, chia tay. Trời, muốn gì thì đi, muốn gì thì ok. Muốn chia tay là chia tay, được lắm rồi đi. Muốn làm gì làm đi. Từ nay về sau đường ai nấy bước. Ok. Mà tức thiệt luôn á. Đúng là khốn nạn. Đàn ông tồi, đàn ông khốn nạn, rồi bỉ ổi, vô liêm sỉ, rồi mắc nết, rồi lăn lòn. Đồ cái đồ, đồ không mặc đấy. Ủa chị, rồi anh trả tiền nước chưa mà thấy anh đi. Xin tao trả cho mày lăn quá trời mẹ bà, tao đang bực bội nha. Vô trong. Dạ. Nhớ trả nha chị, em bắt đưa cho khổ lắm á. Tức thiệt luôn á. Sao rồi gặp nó sao rồi? Cái gì mà điện giật một giật hai vậy mẹ? Nó rồi chia tay tao rồi. Ai? Đâu? Cái chuyện này là tao đã biết trước đó rồi. Cái gì? Nói, ủa? Không hợp. Biết tao lại không cùng quan điểm. Rồi á, đường ai ấy bước thì nó có người mới rồi. Mà nhắm nổi điên không? Lúc đầu tiên xong nói gì đi? Hả? Đang lúc mới quen xong nói là không cùng quan điểm đi. Thật ra bây giờ biết sao không? Nó chán mày rồi. Ừ. Thắng ra là nó không có thích đàn mày ông nữa, là chán vậy đó, mày hiểu không? Vậy đó, ví dụ mày ăn nhiều quá mày cũng ngán đúng không? Đúng không? Mày ăn cơm mà mày ngán là không? Tại vì mày thương nó quá. Tao nói mày mày gọi. Thương bản thân mày nhiều hơn một chút, mày thương nó ít hơn chút đi, tao không có bỏ mày. Mày hiểu không? Tức thiệt luôn á. Vậy là chứng tỏ trong thời gian quen nhỏ này là có tòm tèm với mấy nhỏ khác. Đúng rồi. Bởi mới nhanh như vậy đó. Nói thiệt á. Là như kiểu là cái con người ta là kiểu là gác với bay, muốn bỏ là bỏ, muốn làm gì làm bay. Thì có người ta làm như nghĩ ra mắt giá trị dễ sợ. Ủa bây giờ mày không suy nghĩ là thế giới này đâu phải con mình nó là đàn ông, đúng không? Thì trên thế giới này cũng phải con mình nó là con gái. Nhưng mà vấn đề là con nhỏ này nó vẫn có thể kiếm thằng khác tốt hơn. Nói chung là ngay lúc đầu đã nói rồi. Mà cái chọn cái người mình thương còn hơn chọn người thương mình. Gì? Ủa? Chọn người thương mình còn hơn người mình thương. Đi chen một à. Nghe lời chị đi. Bây giờ mình phải thương bản thân mình nhiều hơn, hiểu không? Bây giờ kiếm sao? Tao mấy này chìm được. Tao không bao giờ để dùng này chìm được. Vậy như vậy bây giờ nó bỏ tao rồi. Tao lấy cha nó. Ê. Lấy cha nó là sao? Là sao? Thì cha nó có vợ đâu.
mẹ nó mất lâu lắm rồi. Bây giờ cha nó đang độc thân cô đơn đó. Ê kèo thì cũng tao quyết tâm tao không làm được bạn gái nó thì tao sẽ làm mẹ nó. Ủa chị ơi, chưa trả tiền nước. Chị, cái thằng này ngộ đợi trời, hai đứa đang ngồi ở đây mà đòi đi nước hoài vậy? Chị, nhưng mà cái anh kia à với chị đó uống có hai chai nước thôi hả? Hai chai ba chục. Tiểu ơi, chị chăm xin 30 ngàn tiền nước đi chị. Rồi rồi đi vô đi, tôi vô tôi thanh toán liền này, mệt quá trời mệt đi hả? Đi vô. Vô cà thẻ nè chị. Má trời quá đất trời, tự nhiên lại chưa uống nó mất tiền rồi. Ủa Liễu. Đừng bao giờ gọi tôi bằng Liễu mà hãy gọi tôi bằng má. Nghe chưa? Hổn hả? Không có quen xíu nào luôn á. Không quen cái gì? Anh ơi, anh Hồ. Ôi. Yeah. Con anh nó hổn với em kìa. Mày làm gì đó vậy? Hả? Con có làm gì đâu. Kêu chứ không có quen xíu nào luôn á chị. Không quen cũng phải kêu. Ừ, như không có em giờ là vợ của anh rồi. Mà con anh nó không có chịu kêu bằng má gì hết trơn. Rồi nó cho mày đi ăn học đi, tụi mày về mày không biết phân biệt lớn hay nhỏ nữa. Bà ba. Hả? Nhỏ tuổi hơn con thì vợ kêu bằng má sao mà kêu được. Có bình thường. Nhưng mà vợ của ba. Đúng kêu rồi không? Nhỏ thì nhỏ nhưng mà từ bây giờ má. Đúng không? Má. Được chưa? Anh nói là anh chửi em anh. Không, kêu giọng gì? Còn đang kêu đúng không? Anh, con anh chửi em kìa. Bây giờ má khó có kêu mẹ đi. Kêu mẹ. Cái này dám chửi hơn nè. Không là dám chửi hơn nè. Anh. Má coi chiều mến một chút xíu đi. Má kêu mẹ. Ngưỡng miệng ghê luôn á dạ. Tưởng như bình thường. Ngoan đi mẹ cho tiền đi ăn bánh nè con. Cảm ơn mẹ. Ngoan. Thôi đi anh ơi. Ừ. Trời nổi hết đi cả da gà luôn trời. Thống Hồ. Thống ơi. Thống ơi. Gì Liễu? Mày nó hổn vậy? Ủa? Ở trong nhà này biết tôn ti trật tự, biết lớn biết nhỏ không? Quên. Gì vậy mẹ? Ra sao lấy mẹ ly nước coi. Dạ. Trời ơi, nghe từ dạ nó đã làm sao đâu thiệt luôn á. Nhớ nước nóng nghe, không muốn lạnh được nghe. Uống đi mẹ. Cái gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ồ, cậu đang muốn chơi tôi hả? Ngày xưa thích uống xì tin đó mà. Cái này nửa ly là uống rồi mà cậu. Anh ơi. Anh Hồ. Anh ơi. Anh. Làm là kêu dơ 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 vậy. Con trai anh kìa. Làm như nó ghét em từ kiếp nào hay sao á. Bây giờ kiếm ly nước cho em mà lấy bằng nửa ly gì đó, xong nó nhiều nước miếng ở trong nữa. Ngày có ai mẹ con mà sùm hết trơn. Không sợ là sớm ta cười thế. Thì kêu con lấy nước cho uống rồi xài kia. Nó là sao vậy trời. Anh coi nó có nửa ly gì đó. Sao không lấy đầy cho mẹ. Cái tính ra lại cái ly nước là bảo uống hồi sáng luôn á. Uống sáng còn nửa ly luôn á. Ai uống trong đó? Hồi sáng là nào? Ai hồi sáng là uống nước gừng nha, uống xì tin nha. Cái ly này ở đâu? Ở ngoài sau bàn bà uống chai uống. Ai biết? Ha, kêu bằng bà ha, hổn chưa? Thứ hổn chưa? Anh phải dạy con lại đi. Rồi. Em thấy nó không được tôn trọng em đó. Để anh dạy lại rồi sao vậy? Hả? Ba dặn con hoài à? Không biết lớn biết nhỏ. Bây giờ mẹ muốn uống cái gì? Không, cái mắt nó lâu liền thấy không? Nó ghét em, chứng tỏ là anh ghét em. Không, con đang ánh mắt chiều mến đó ba, ánh mắt chiều mến. Dạ, muốn cái gì? Hết đi, hết khác rồi. Thôi thôi, nó muốn đánh em không? Thôi bẻ tay bẻ chiều, nó đang muốn đánh em. Thiệt, tiện lên. Cái thằng nó ghim em lắm. Chỉ còn đang bị đau tay, con đang tập cơ tay á mà. Nó đang ghim em. Rồi giờ mẹ muốn uống cái gì? Hết khác rồi. Hết khác thì thôi. Anh con dạy lại nó đi nha. Chứ em cảm thấy nó không được tôn trọng em á. Có lẽ anh dạy cho mẹ. Đâu mà sao mà có hai mẹ con trong nhà mà nó gì mà cấu xé nhau chi hết. Cấu xé đâu? Nó nói lì kìa, thấy không? Em chỉ muốn tốt thôi. Ê,
Đâu à? Đi chơi. Đi chơi hả? Mày có thưa ai chưa? Có hỏi má chưa con? Thưa má con đi chơi. Ủa? Thưa vậy đó hả? Thưa mẹ con đi chơi. Xíu con về. Ở là thái độ của một người con lên xin mẹ đó hả? Thưa mẹ con đi chơi nha, xíu con về. Anh ơi! Anh hồ! Đầu dữ gì trời? Anh ơi! Anh hồ! Chiến ơi! Về cũng không yên là sao vậy trời? Không có thời gian rồi. Thì nó hổn với em nữa kìa. Cái gì nữa vậy? Hả? Vậy là bây giờ đi chơi con. Đi chơi cũng không được là sao vậy trời? Đi chơi cũng có bác sinh nữa. Thưa không nữa. Có là nó thái độ gì gì lắm luôn cho nó này. Thưa mày ăn đi chơi nó vậy đó. Thưa mày ăn đi chơi nó chứ. Giang nói gì vậy? Con cái bây giờ con đi chơi cũng hỏi mẹ ăn tiếng. Hỏi mẹ hỏi ba ăn tiếng. Rồi ba mẹ cái gì cho tiền con đi chơi. Con mới hỏi rồi đó. Bây giờ không cần tiền, bây giờ đã có tiền rồi, không cần tiền, bây giờ muốn đi chơi, đi muốn đi liền bây giờ. Muốn đi ra khỏi cái nhà này luôn, không muốn ở trong cái nhà này nữa. Vì sao? Đó anh thấy chưa? Anh thấy chưa, làm như kiểu mà em là người khó khăn lắm. Em lại yêu thương con cái, mặc dù em vợ em là vợ của anh thiệt, thiệt là người đánh sao thiệt. Nhưng mà con cái với em thì em chiều chuộng hết mực luôn á, thì em thương như lắm luôn mà nó không coi cho em nghe gì chứ không tôn trọng em. Con làm gì sao? Con phải yêu thương mẹ con, mẹ con mới yêu thương con được. Không, yêu thương là ngày xưa thôi chứ bây giờ hả? Không yêu thương nữa. Nói gì ngày xưa ông nội? Cái gì? Nó xàm gì vậy? Ê, bà biết mình đang ở vị trí nào như con bé nha. Mình đang làm con người ta nha. Mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn cậu thiệt, nhưng mà tôi biết điều lắm, biết chuyện lắm, chứ không phải là hỗn hào hiếp cậu đâu nha. Thôi, thưa ba con đi chơi, thưa mẹ con đi chơi. Anh nói giờ nó khi chứ mẹ nó gặn giọng, nó ghét không? Đó, làm như là kiểu mà nó ghét anh như lắm. Làm như là nó có cái chuyện mẹ thôi mà nó cũng nói không được. Bà má con đi chơi. Cái giờ nó chửi em thế nào má cho ăn chưa? Anh xử lý này nó đi. Thôi đi. Để anh dạy nó lại từ từ. Khó xử thiệt.